thưa quý vị và các bạn chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân tổ chức về cách sống cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số chuyển đổi số không chỉ giúp tăng năng suất giảm chi phí mà còn mở ra không gian phát triển mới tạo ra các giá trị mới ngoài các giá trị truyền thống vốn có chuyển đổi số là một quá trình đa dạng không có con đường và hình mẫu chung cho tất cả và do vậy từng tổ chức từng cá nhân cần xác định lộ trình riêng thích hợp với mình trong đó chuyển đổi số cơ quan nhà nước là hoạt động phát triển chính phủ số của các cơ quan trung ương và tương ứng với đó là hoạt động phát triển chính quyền số đô thị thông minh của các cơ quan chính quyền các cấp ở địa phương chuyển đổi số cơ quan nhà nước tập trung vào phát triển hạ tầng số phục vụ các cơ quan nhà nước một cách tập trung thông suốt tạo lập dữ liệu mở dễ dàng truy cập sử dụng tăng cường công khai minh bạch phòng chống tham nhũng thúc đẩy phát triển các dịch vụ số trong nền kinh tế cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, cài trên thiết bị di động để người dân, doanh nghiệp có trải nghiệm tốt nhất về dịch vụ nhanh chóng, chính xác, không giấy tờ, giảm chi phí. Mỗi cơ quan, tổ chức nhà nước cần có một bản chiến lược và một bản kế hoạch hành động phát triển chính phủ số, chính quyền số. căn cứ quyết định số 06 QĐ-TTG ngày 6 tháng 1 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, viết tắt là đề án 06. Thực hiện kế hoạch số 32 ngày 11 tháng 2 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện quyết định số 06 ngày 6 tháng 1 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quyết định số 06 ngày 6 tháng 1 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 kế hoạch được triển khai nhằm đẩy mạnh việc kết nối sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phục vụ công dân số, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp theo đúng mục tiêu của chính phủ đề ra trong đề án. Theo đó thị xã Nghi Sơn đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện đề án số 06 thị xã Nghi Sơn, viết tắt là ban chỉ đạo đề án 06 thị xã, do đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã làm trưởng ban, ban chỉ đạo đề án 06 thị xã có trách nhiệm chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn các phòng ban ngành, cơ quan tổ chức và các xã phường triển khai các nhiệm vụ của đề án và kế hoạch này. Định kỳ hàng tháng tổ chức họp để đánh giá tình hình kết quả thực hiện, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các phòng ban ngành cơ quan tổ chức và các xã phường triển khai thực hiện tích hợp kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cổng dịch vụ công quốc gia hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thị xã phục vụ xác thực chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư triển khai hệ thống định danh và xác thực điện tử, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu tại quyết định số 34 ngày 8 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh. Thực hiện kết nối tích hợp hệ thống xác thực định danh điện tử của Công an thị xã với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia phục vụ định danh xác thực tạo lập tài khoản điện tử của cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các phòng, ban ngành, ủy ban nhân dân các xã phường, hoàn thành triển khai các dịch vụ công thiết yếu, bảo đảm thực hiện chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình, cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Triển khai theo dõi giám sát, đánh giá các chỉ tiêu kết nối tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xác thực định danh và giải quyết thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của cổng dịch vụ công quốc gia phát triển hoàn thiện và triển khai hiệu quả ứng dụng di động công dân số từ vneid trên cơ sở mở rộng tích hợp các thông tin dịch vụ như y tế bảo hiểm xã hội giấy phép lái xe đăng ký xe hoạt động ngân hàng ứng cứu khẩn cấp phản ánh hiện trường tố giác tội phạm xây dựng và triển khai giải pháp hỗ trợ sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lưu trữ quản lý các dữ liệu liên quan đến công dân trong trường hợp chưa có cơ sở dữ liệu quốc gia cơ sở dữ liệu chuyên ngành triển khai cung cấp dịch vụ xác thực thông tin đối với các đương sự bị can bị cáo người tham gia tố tụng trên cổng dịch vụ của tòa án nhân dân viện kiểm sát nhân dân để phục vụ triển khai tố tụng điện tử và xét xử trực tuyến triển khai kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống quản lý án điện tử của tòa án nhân dân xác minh định danh điện tử đối với thông tin liên quan đến đương sự bị can bị cáo người tham gia tố tụng hoặc xác minh thông tin chứng cứ của vụ án phục vụ cho hoạt động của tòa án điện tử triển khai ứng dụng các tính năng của chip điện tử gắn trên thẻ căn cước công dân và ứng dụng vneid trong các lĩnh vực của đời sống xã hội nhất là các lĩnh vực chuyển đổi số mạnh nhất như ngân hàng tài chính viễn thông điện nước tổ chức triển khai hoạt động định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội với việc tham gia mạnh mẽ từ các doanh nghiệp trong hoạt động cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử xây dựng phương án để thực hiện việc kinh doanh dịch vụ định danh và xác thực điện tử cho các lĩnh vực của đời sống xã hội đáp ứng nhu cầu của cơ quan tổ chức cá nhân trong sản xuất kinh doanh trên nền tảng định danh và xác thực điện tử do bộ công an cung cấp xây dựng nền tảng kết nối ký số hỗ trợ xác thực các doanh nghiệp trong cung cấp chứng thư số cho các ứng dụng giao dịch điện tử liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cung cấp định danh tài khoản định danh điện tử cho công dân sử dụng các dịch vụ tiện ích số do chính phủ bộ sở phòng ban ngành tổ chức xác thực và đảm bảo xây dựng nâng cấp mở rộng đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin của các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư căn cước công dân định danh và xác thực điện tử để đảm bảo thực hiện các mục tiêu của đề án Thực hiện việc kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác theo quyết định số 1911 ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện kết nối chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, trong đó triển khai kết nối chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội, đăng ký doanh nghiệp trong xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và các cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường khác về tài chính khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng quản lý tài sản thu nhập giấy phép lái xe đăng kiểm phương tiện cán bộ công chức viên chức dữ liệu thuế dữ liệu sổ sức khỏe điện tử dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc dữ liệu an sinh xã hội dữ liệu bản án quyết định của tòa án dữ liệu về giáo dục và đào tạo dữ liệu về hồ sơ vụ án của tòa án nhân dân dữ liệu thông tin quyết định thi hành các biện pháp ngăn chặn đối với công dân đang trong quá trình điều tra cơ sở dữ liệu thống kê tư pháp thống kê tội phạm các cơ sở dữ liệu khác liên quan đến công chức viên chức trong ngành dữ liệu chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn dữ liệu của ngành tư pháp